165. Giới, truyền giới cụ túc cho người luôn rỉ chải. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không đồng học, chỉ phát tâm vô thượng bồ đề là đã gồm nhiếp vào giới Bồ Tát. Xét theo nghĩa, do việc cho thọ giới tỳ kheo mà không lựa chọn căn cơ do ngu muội sanh phiền não, nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại vườn cấp cô độc. Khi ấy các tỳ kheo ni nghe Đức Phật cho phép độ người xuất gia, liền độ người đại tiểu tiện luôn rỉ chải, mũi giải thường ra và cho thọ giới cụ túc. Do vậy y phục đang mặc, tọa cụ, ngọa cụ của người ấy luôn dơ bẩn. Các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và chế giới. Khi đã chế giới rồi, có một số ni trước đó không biết cô kia có bệnh như vậy, sau đó mới biết là người có bệnh như vậy. Có vị sám hối tội ba vật đề, có vị khởi nghi. Phật dạy không biết, không phạm, từ nay trở đi nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết người nữ mà đại tiểu tiện luôn rỉ chải, mũi giải thường ra, lại truyền giới cụ túc, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: đại tiểu tiện luôn rỉ chải, mũi giải thường ra. Đại tiểu tiện luôn rỉ chải là nếu chất dưỡng trấp chuyển xuống mà lá lách bị bệnh không hấp thu được, sẽ có hiện tượng trì trệ, không thể khống chế được sự bài tiết, nên đưa đến bệnh đại tiện luôn rỉ chải, lâu ngày sẽ thành bệnh ngủ tiết. Nghĩa là năm chỗ bài tiết của phần dưới thân bị rối loạn. Tiểu tiện hay rỉ chải là mạch đốc sanh bệnh nên bị tiểu xón, do khí huyết thất thường không thể kiềm chế được đường tiểu, cho nên không tránh được bệnh đi tiểu thường xuyên. Nước mũi, nước giải thường chảy, nghĩa là mũi chảy mũi đặc, mũi lỏng, miệng chảy nước giải liên tục đều là phần dư thừa của thân thể. Người có các bệnh như vậy chẳng phải tướng phước điền nên không thể là một thành viên của tăng bảo. Định tội. Tướng phạm của giới này là biết người bị đại tiểu tiện luôn rỉ chảy, nước miếng nước giải thường ra mà đổ xuất gia cho thọ giới cụ túc. Khi ba lần yết ma xong, vị hòa thượng ni phạm ba vật đề. Bạch nhị yết ma xong, phạm ba tội đột kiết la. Đơn bạch yết ma xong, phạm hai tội đột kiết la. Tác bạch xong, phạm một tội đột kiết la. Trước đó chưa tác bạch mà đã cạo tóc xuất gia, nhóm chúng họp đông đủ, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Biết người có các bệnh như vậy. 2. Làm vị hòa thượng truyền giới. 3. Đã bạch ba lần yết ma xong. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là trước đó không biết, hoặc tin lời người đáng tin, hoặc cha mẹ người đó nói, hoặc sau khi thọ giới cụ túc mới có các bệnh như vậy, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.